Vậy là đã 4 năm trôi qua, những người hâm mộ cuồng nhiệt của The Kop đã hò reo cái tên Trent Alexander-Arnold trên khắp các khán đài của sân Anfield. Hãy nhìn kỹ hơn về pha kiến tạo này, một tình huống khá tinh quái của Arnold. Nhận ra người đồng đội đang đứng ở một vị trí thuận lợi và có thể ghi bàn, Arnold đã lập tức quay lại chấm đá phạt góc và tung một cú đá phạt nhanh. Pha ra chân đã làm ngỡ ngàng toàn bộ hàng phòng ngự của gã khổng lồ xứ Catalan, đã trở thành một trong những khoảnh khắc đặc nhất của Arnold ở Liverpool. Trong những năm tháng đỉnh cao của mình, khả năng tấn công của Arnold có lẽ là điều không cần phải bàn cãi. Liệu rằng chúng ta có thể được đòi hỏi điều gì hơn ở một hậu vệ biên thiên hướng tấn công không? Những kỹ năng như chuyền bóng, tạt bóng, thậm chí là cả sút bóng, hậu vệ sinh năm 1998 đều làm rất tốt. Chỉ tính riêng ở ngoại hạng Anh, hậu vệ 24 tuổi đã có chuỗi kiến tạo kinh hoàng. Có lẽ rằng những số liệu này là đủ để minh chứng rằng hậu vệ người Anh hiệu quả như thế nào trong khâu tấn công. Tiếc rằng những khoảnh khắc tươi đẹp ấy đã lùi vào dĩ vãng. Alexander Arnold của hiện tại không còn xứng đáng với những lời khen có cánh như vậy nữa. Cầu thủ từng được mệnh danh là hậu vệ phải số một thế giới giờ đây bỗng hóa tầm thường. Một khi hệ thống tấn công của Liverpool không còn hiệu quả và vận hành một cách trơn tru, thì chúng ta sẽ được thấy một Alexander Arnold mang nhiều điểm yếu về mặt phòng ngự như thế nào. Việc Alexander Arnold bỗng nhiên phòng ngự kém một cách khó hiểu thực ra đã được dự đoán trước từ các chuyên gia uy tín. Vậy có lẽ là không có một chuyên gia uy tín nào có thể xác thực hơn Gareth Southgate. Trong những năm trước đây, vị huấn luyện viên tuyển Anh luôn luôn bị các phóng viên đặt ra nghi vấn tại sao không dùng Alexander Arnold. Rõ ràng hậu vệ của The Kop đã có phong độ rất cao cơ mà. Có phải là vì Southgate không thích sử dụng cầu thủ của câu lạc bộ Liverpool hay không? Southgate đơn giản là phớt lờ những câu hỏi của cánh phóng viên về việc gạt đi Arnold ở vị trí xuất phát, vì ông hiểu rằng việc sử dụng Alexander Arnold không khác gì một con dao hai lưỡi. Liverpool đã sử dụng thành công nhưng không có nghĩa huấn luyện viên người Anh phải đặt bản thân mình vào tình cảnh ngặt nghèo như vậy. Alexander Arnold vốn không có điểm mạnh về phòng ngự và gần đây lại càng để lộ rõ điểm yếu này ngày càng trầm trọng hơn. Có hai nhóm lý do khách quan và chủ quan để biện giải về điểm yếu này của Alexander Arnold. Chúng ta hãy nói về giai đoạn có bóng trước. Trong những năm tháng đỉnh cao của mình, chúng ta đã không còn quá lạ lẫm với phong cách triển khai theo lối 3-2-5 của đội bóng này, hoặc là 2-3-5 tùy vào đối thủ. Ba người ở hàng cuối cùng là hai trung vệ và một tiền vệ trung tâm kéo về. Ở đây chúng ta có Van Dijk và Gomez cùng Fabinho. Hai hậu vệ biên sẽ được đẩy lên cao để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Đội bóng thành phố càng ưa thích tấn công dựa nhiều vào bóng dài, và chỉ cần một hoặc hai đường chuyền trạng thái, bóng sẽ được bơm thẳng ra hai bên cánh. Sự áp đảo về mặt quân số sẽ được cụ thể hóa bằng những đường phối hợp hoặc tạt bóng mà dẫn đến cơ hội ghi bàn. Vấn đề của cách bố trí này là việc để lộ ra những khoảng không mênh mông đằng sau vị trí của hai hậu vệ biên bỏ lại. Nếu chẳng may cách tấn công này bị các đối thủ cắt bóng được, hàng phòng ngự chỉ cần một hoặc hai đường chuyền trạng thái là có thể dễ dàng đưa tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh của mình vào thế đối mặt với hệ thống phòng ngự của Liverpool. Nhiệm vụ phòng ngự ở khu vực này thường phải được giao cho có thể là một trung vệ, hoặc là Fabinho, hoặc là Henderson, tùy vào việc ai ở gần quả bóng hơn. Vấn đề nảy sinh từ đây, đó là khi hai trong ba cầu thủ lót cho Alexander Arnold kể trên đạt một trạng thái thi đấu tốt nhất, sẽ chẳng có vấn đề lớn gì không may xảy ra. Tuy nhiên, ở mùa giải này, cả ba cầu thủ là Fabinho, Joe Gomez và Jordan Henderson đều suy giảm phong độ nghiêm trọng. Nếu cánh phải của Liverpool tấn công không còn hiệu quả nữa, thì đấy sẽ trở thành tử huyệt của đội bóng này. Chưa kể từ mùa giải năm ngoái, các đội đã sẵn sàng cho việc dồn hai hoặc ba cầu thủ phản công ở phạm vi cánh phải của The Kop. Một mình Henderson hay là Fabinho là không đủ để có thể quán xuyến một khoảng phạm vi rộng như thế. Nhiệm vụ của Alexander Arnold ở thời điểm bây giờ đó là nhanh chóng rời khỏi vị trí tấn công để quay về thiết lập hệ thống phòng ngự. Vấn đề là hậu vệ cánh đã có hơn 60 kiến tạo trên mọi đấu trường chắc chắn không phải là người quá tích cực trong việc phòng ngự. Đó có thể là một phần ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Jurgen Klopp, khi mà một trong hai cầu thủ phòng ngự nếu đoạt được bóng, họ sẽ chuyển ngay cho Alexander Arnold. Khi đó hậu vệ phải của đội chủ sân Anfield sẽ thực hiện một đường chuyển trạng thái ngay lập tức, tạo ra thế tấn công ngược lại cho Liverpool. Nhưng có lẽ là Trent Alexander-Arnold phải hiểu rằng việc phòng ngự bây giờ không còn đơn giản là một cầu thủ có thể gánh vác phần trọng trách thay anh được nữa. Và cho đến khi Alexander-Arnold hiểu ra được vấn đề này, thì điểm yếu phòng ngự khi có bóng vẫn sẽ là một điểm yếu chí tử đối với Alexander-Arnold nói riêng và Liverpool nói chung. Trong giai đoạn không có bóng, có nghĩa là Liverpool rơi vào tình thế phải phòng ngự trước đối thủ. Liverpool khi không có bóng thì sẽ phòng ngự theo một khối 4-4-2, bao gồm 4 hậu vệ, 3 tiền vệ trung tâm. Một tiền đạo ở hàng công sẽ kéo về hợp với bộ 3 tiền vệ áng ngữ ở giữa sân. Về vấn đề này, Liverpool không phải là đội duy nhất biết áp đảo quân số của hàng phòng ngự trên một khu vực sân cố định. Chúng ta có thể lấy ví dụ trận đấu lượt đi giữa Real Madrid và Liverpool diễn ra ở vòng 16 đội Champions League. Đấy là khi Luka Modric, Karim Benzema và Vinicius Junior cùng nhau áp đảo quân số bên hành lang cánh phải của The Kop. Trong giai đoạn tấn công ở hai cánh, trong bóng đá hiện đại thường sẽ có hai thuật ngữ, đó là overlap và underlap. Nôm na thì đó là trồng biên và chạy vào ngách trung lộ.
Alexander Arnold sẽ không cần phải cùng một lúc kèm cả hai người mà chỉ cần đứng vị trí và chọn cho mình một tư thế phòng ngự sao cho hợp lý. Để khi cầu thủ đối phương nhận bóng, Chen sẽ có đầy đủ thời gian và không gian để di chuyển áp sát, tránh cho đối thủ có một tình huống dễ dàng thực hiện những pha tấn công vào trong. Đây là lúc điểm yếu của Alexander Arnold xuất hiện. Anh thường xuyên chọn cho mình một tư thế đứng khá là không phù hợp khi nghiêng người quá nhiều về một bên, nên khi đối thủ bắt đầu dồn ép vào khu vực này, Chen sẽ bị rối. Tuy nhiên, nếu đổ lỗi tất cả các việc Alexander Arnold phòng ngự kém cho hệ thống hoặc là do huấn luyện viên trưởng của Liverpool, thì thật là bất công khi bản thân Alexander Arnold cũng là một người phòng ngự khá là tệ. Xét về những lý do chủ quan, có lẽ không cần phải nói thêm nhiều. Chúng ta đều biết trong sân, Alexander Arnold là một cầu thủ rất là lười. Khi đội nhà mất bóng, chúng ta không ít lần đã chứng kiến Alexander Arnold chỉ đi bộ lững thững về nhà mà không có những động thái tăng tốc để về hỗ trợ đồng đội. Cũng phải nói rằng bộ kỹ năng của Alexander Arnold không phải là ổn nếu phải so sánh với những hậu vệ biên thuần túy. Là một hậu vệ nhưng khả năng đối đầu một với một của Alexander Arnold là cực kỳ kém. Hầu như trong những trận đấu lớn, chúng ta rất ít khi thấy Arnold có thể thắng được tiền vệ cánh bên kia nếu Liverpool bị đặt vào một thế phải phòng ngự. Alan Saint-Maximin, Kvaratskhelia, Vinicius đều không gặp quá nhiều khó khăn khi phải đối đầu trực tiếp với hậu vệ đắt giá người Anh. Ngoài việc kỹ năng phòng ngự trực tiếp có phần bị hạn chế, Alexander Arnold cũng không phải là một hậu vệ có cảm quan không gian tốt. Hãy lấy ví dụ ngay trong trận đấu tại vòng 29 ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Liverpool. Trong bàn gỡ hòa của Man City do công của Julian Alvarez, bẫy việt vị của Liverpool đã bị phá bởi chính cảm quan không gian tồi tệ của Alexander Arnold. Khi hậu vệ sinh năm 1998 có một pha đứng ở vị trí ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho Jack Grealish có bóng chống chạy ở hành lang cánh dẫn đến bàn gỡ hòa then chốt của trận đấu. Và chúng tôi đang không biết rằng Alexander Arnold có thể cải thiện khả năng phòng ngự của mình trong tương lai hay không. Khi mà bản thân huấn luyện viên trưởng của Liverpool tỏ ra khá bênh vực cầu thủ này, việc club tôn vinh tài năng của Alexander Arnold thực ra là một cách rất tốt để tăng cường sự tự tin cho cầu thủ sinh năm 1998. Thế nhưng bản chất nó cũng là một con dao hai lưỡi như chính cái cách chơi của Alexander Arnold vậy. Một khi cầu thủ trẻ trở nên tự phụ vì những điểm mạnh của anh, cũng chính là lúc cầu thủ này sẽ ngừng cố gắng và những điểm yếu về phòng ngự của Arnold có thể mãi mãi không thể nào được cải thiện. Tôi xin mượn một câu nói trong phần trò chuyện của Mourinho nói về Dele Alli trong show All or Nothing Tottenham Hotspur thay cho những gì muốn nói với Alexander Arnold. Ngày hôm nay, ta đang 56 tuổi. Nhưng mới chỉ hôm qua thôi, ta vừa mới chỉ 20 tuổi thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Ta nghĩ một ngày nào đó, cậu sẽ hối tiếc. Hối tiếc vì cậu đã không thể chạm được đến những gì mà cậu có thể làm. Ta không yêu cầu cậu phải là ngôi sao trong tất cả trận đấu. Không cần thiết. Ta nghĩ rằng cậu sẽ phải hối hận. Cậu nên yêu cầu nhiều hơn, khắt khe hơn từ bản thân của cậu, Ali. Không phải ta và cũng chẳng thằng nào có thể yêu cầu cậu được cả. Chỉ có cậu mới có thể làm điều đó, hiểu chứ? Cuối cùng thì nếu huấn luyện viên Jurgen Klopp rời Liverpool, liệu vị tân thuyền trưởng lúc đấy có chấp nhận sử dụng một cầu thủ yếu về phòng ngự như Arnold hay không?